Chào anh em quay trở lại kênh nhé. Đó, đàn gà này được con thì được 1 ngày tuổi này, con thì được 2 ngày tuổi này, con thì được 3 ngày tuổi này. Nó cách đây 3 ngày mình có đang là mình bạn mình cho mấy con gà rặc á, mấy con trứng gà rặc á. Anh em nhìn nhìn thấy con nào là con rặc không? Nhìn sơ qua là có thể biết được nè, nó còn đặt cái chân nó ngắn, chân nó dài và nó nhỏ xíu, nó cao nữa chứ. Đây nè, như con này này đó, coi cận cảnh cho em xem cái chân của nó này, nhỏ xíu và dài ngoằng à. Đó, có 4 con, nở được 4 con thì một con nó bị bại liệt này. Đó, chân đặt đó, dài ngoằng ha. Con bạn liền này là nó gà đặc đó. Nó cao lên khênh luôn á, không biết là con nuôi được không. Đây này, đây nè, đó chân nó nhỏ xíu à, gầy guộc lắm. Đây con này đây này, đó gà đặc nhanh lắm. Như con cuốc con đấy nhỉ. Nó chân gà mà gà ép ấy, thì nó lùn hơn. Nó lùn hơn con gà đặc này. Đây có cả con gà tre này. Đó, gà tre trắng. Đấy con đặc này. Đó. Cao lắm, nó cao lên kênh, một chân nó nhỏ xíu à. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 đó của mấy con gà đặc ạ. Con này bị đi ỉa này. Dính đít đây này. Có nhiều con gà con á, nó dù các bạn có tiêm hoặc là có gì á, nhưng mà khi nó bị giống như con mẹ, nó kiểu con mẹ nó bị bệnh á. Là khi đàn con nó khi nở con ra là nó cũng bị bệnh theo á. Là bệnh trong đường ruột á, là khi đẻ con ra là dù các bạn có tiêm hay cho uống thuốc phòng cỡ gì thì cỡ, nhưng mà khi đến một cái thời điểm nhất định nào đó là nó sẽ ốm và nó sẽ chết, giống như kiểu căn bệnh truyền từ mẹ sang con đó. Vậy cho nên lúc chăm sóc đàn gà bố mẹ cũng là cả một quá trình, tức cho ăn uống đầy đủ và phải phòng bệnh. Nếu như thời buổi hiện đại bây giờ đó, con người cũng vậy thôi, muốn đẻ một đứa con khỏe mạnh là người ta phải, giống như trước khi mang thai đó, là người ta phải tiêm phòng rồi đi khám tiền, gọi là tiền mang thai đó, trước khi sinh đó. Trước khi sinh người ta đi khám kỹ càng lắm, sau đó trước đó người ta mới mang thai để cho đứa trẻ được khỏe mạnh. Đàn gà cũng vậy, nếu mà chúng ta chăm sóc bố mẹ nó tốt thì sau này đầy đủ dinh dưỡng, không mắc bệnh thì sau này con cũng rất là khỏe mạnh. Nên có mấy bạn này hình như hơi yếu này, bạn này thì mới nở được 1 ngày này, ăn no lắm. Các bạn nhìn thấy đặc điểm của con đặc chưa? Cái cánh lúc nào nó mọc rất là dài trước nha, đó. Mọc dài để nó bay, nó chạy á. Cho nên khi mà được khoảng 10 ngày hay là 15 ngày là nó bay được rồi đó. Nó trèo lên cây, nó ngủ với mẹ nó luôn rồi đó. Nhanh lắm, nó lủi nhanh lắm.
đó, nó chạy đấy, đó, nó chạy nhanh như con cút đó, 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 đó. Gà rừng nó, gà rừng ngoài rừng nó lở rất là róc nha các bạn. Tức là ví dụ nó ấp khoảng 6 quả đi, là nó thường thì nó nở cả 6 quả luôn á. Có hư thì hư cũng nắm là 1-2 quả thôi. Mà hư cũng ít lắm, tại vì nó ăn uống đủ chất á. Ăn giun, ăn sỏi, ăn lá cỏ, rồi ăn ăn nhiều thứ á, cho nên nó đầy đủ dưỡng chất. Bởi vậy cho nên sức đề kháng của con nó cũng rất là tốt. Mưa, gió, bão, bùng, trời lạnh thì nếu vậy mà nó vẫn sống sót được. Nó sợ chỉ sợ con người thôi. Con người thấy là lùng bắt nó thôi. Đó, nó nhanh lắm. Đây, cho anh em xem nào. Chân nó cao à, xương xương nè, nhỏ xíu xíu. Nhanh lắm. Mình chăm sóc cũng rất là kỹ này. Uống thuốc ốm nè, rồi uống thuốc phòng phòng bệnh đi ngoài á, phân trắng phân xanh cái thứ này đó, cho nên phân nó rất là đẹp này, không bị nhão nhét, không bị không hình nước, rất hình khuôn, rất là đẹp đó, mọi nhau. Rất là nhanh. Bắt không được luôn á. Đó, đây nè, ba con nè. Đó, bạn thấy không? Con nào phải? Con nào? Ba con ạ, đó. Rồi, để video sau mình sẽ up tiếp nha.